Khiêu Vũ được du nhập vào vùng đất Sài Gòn Gia Định trước những năm 1950. Vào thời điểm đó, khiêu vũ còn được gọi là nhảy đầm vì các ông Tây bà Đầm thường nhảy với nhau trong các hộp đêm hay phòng trà. Do chỉ sử dụng phần chân bước tự do, thoải mái, ít dùng sức nên đây là loại hình khiêu vũ cổ điển. Đến khoảng nửa cuối thế kỷ 20, loại hình khiêu vũ quốc tế được khai sinh bởi các chuyên gia muốn chuẩn hóa các bước nhảy để dạy cho học viên khắp nơi trên thế giới. Loại hình khiêu vũ quốc tế được phân thành nhiều cấp độ khác nhau như khiêu vũ giao tiếp social hay khiêu vũ thể thao dance sport. Quý vị và các bạn thân mến, khiêu vũ không chỉ là một loại hình nghệ thuật đòi hỏi phải có sự sáng tạo, ngẫu hứng, cần cù và kết nối trong khi luyện tập, mà đó còn là một phương pháp tập thể dục dưỡng sinh vô cùng hiệu quả. Và có lẽ chính vì lý do này mà khiêu vũ đã thu hút được rất nhiều người theo học, không chỉ là các bạn thanh thiếu niên mà còn rất nhiều người ở lứa tuổi trung và cao niên. Ngày hôm nay Mạnh Tùng có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là tìm kiếm một vài những câu lạc bộ khiêu vũ thật là chất lượng và phù hợp để giới thiệu cho hai người bác họ của mình đã gần 50 tuổi rồi. Và có lẽ đây là một nhiệm vụ không mấy khó khăn, bởi vì theo Mạnh Tùng được biết, tại thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều những câu lạc bộ khiêu vũ dành cho lứa tuổi trung và cao niên với rất nhiều những giờ giấc linh hoạt, đó là sáng, trưa, chiều, tối. Năm 1986, Cung Văn hóa Lao động mở lớp dạy khiêu vũ đầu tiên. Từ những lớp học khiêu vũ đào tạo vũ công, năm 2000, câu lạc bộ khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động còn mở lớp khiêu vũ dưỡng sinh dành cho người trung và cao niên. Đến với lớp học khiêu vũ này, các học viên như trẻ lại nhiều tuổi, họ được gặp những người bạn cùng thế hệ và đặc biệt được sống lại những kỷ niệm, ước mơ của một thời tươi trẻ. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều có một điểm chung, đó là sức khỏe bắt đầu yếu. Họ cùng đến đây để giúp nhau lấy lại niềm vui sống. Cứ như thế, mỗi buổi sáng lớp học này lại vang lên các bản nhạc tango với những bước chân lạ lướt, vũ điệu vals cổ điển sang trọng, quyến rũ và cả nhịp cha 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 sôi động, tạo thành bức vẽ nghệ thuật mà bút vẽ chính là nhịp chuyển động từ các đôi chân của học viên. Lớp mình nghỉ mệt đi, lớp mình nghỉ mệt giùm em. Xin chào cô giáo, Mạnh Tùng thấy là ở trung tâm của mình có rất nhiều học viên ở độ tuổi từ trung niên tới cao niên. Không hiểu là chúng ta có nhiều lớp dành cho độ tuổi này không? Cung Văn hóa mình rất nhiều lớp dành cho trung niên và cao niên. Là thời gian từ sáng 8 giờ rưỡi cho tới 9 giờ, rất là nhiều tầng giờ. Và học phí trong một khóa học là bao nhiêu, cũng như là lịch trình học như thế nào ạ? Học phí thì khoảng 160 ngàn đến 320 tùy theo lớp, lớp chuyên đề hoặc là lớp 1, 2, 3, 4. Một tuần mình có chỉ học 3 buổi, 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7. Vậy một học viên ở độ tuổi trung niên hoặc cao niên cần chuẩn bị những gì về dụng cụ này, tâm lý và thể chất trước khi bước vào tập luyện môn khiêu vũ? Khi học cái môn này, mình không cần phải tập trung gì nhiều, không cần chuẩn bị gì nhiều. Chỉ cần có một chút ít thời gian và quần áo có thể tương tất sạch sẽ là đủ lắm rồi. Rất cảm ơn những chia sẻ của cô giáo trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn cô. Thành viên tham gia câu lạc bộ này từ lâu, bởi vì tôi thấy rằng tập khiêu vũ là mỗi ngày sức khỏe nó được nâng cao và tinh thần thì thoải mái, vui vẻ, lạc quan hơn. Tôi nhảy được tất cả các điệu, kể cả là những cái còn học thêm về chuyên đề nữa. Mà từ khi thấy học khiêu vũ là tôi thấy sức khỏe tôi rất là khỏe. Mà thường thường là trước là tôi hay có cái bệnh thấp khớp, tức là đau đầu gối đấy, nhiều khi đứng mà không có quỳ xuống được, nhưng mà bây giờ thì đầu gối nó dẻo dai. Thưa quý vị, tính cho tới thời điểm này, rất nhiều người vẫn chưa vượt qua được định kiến trước đây dành cho môn khiêu vũ. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều không thể phủ nhận được những lợi ích mà khiêu vũ mang lại cho con người, đó là một cơ thể cân đối, tác dụng tích cực cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là phòng chống bệnh tật. Và điều này khiến cho việc hình thành rất nhiều những trung tâm, những câu lạc bộ luyện khiêu vũ cho người ở lứa tuổi trung và cao niên tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên rất phổ biến.
cách đây 6 năm, cô Mai Thị Thu Cúc bị chứng rối loạn tiền đình, thường xuyên nhức đầu và chóng mặt. Thấy vậy, con gái cô đã đăng ký cho cô lớp học khiêu vũ dưỡng sinh tại Trung tâm Văn hóa quận 3. Lúc đầu còn ngần ngại nhưng đến nay, cô Cúc đã trở thành người nhảy giỏi. Xung quanh lại có nhiều bạn tốt và đặc biệt là có một sức khỏe tốt. Dù bận rộn với công việc của một vị giám đốc, song mỗi tuần 3 ngày, cô Cúc đều đặn dành thời gian để đến lớp học, tập khiêu vũ cùng bạn bè để thấy cuộc đời này đẹp biết bao. Bằng những động tác nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe người trung hay cao niên, mỗi ngày ở Trung tâm Văn hóa quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đều có những học viên mới đến học. Họ đến với lớp học không phải vì tò mò, mà chủ yếu là rèn luyện sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật. Ai lên xứ hoa đào, đừng quên mang về một cành hoa. Cho tôi bớt mơ màng, chiều chiều nhìn mây trôi xa xa. Điệu nhạc rumba nhịp 4-4 này đưa các đôi chân của học viên di chuyển nhịp nhàng, thoải mái trên sàn tập. Có thể nói, khiêu vũ làm cho con người vận động lâu mà không thấy chán. Tôi lớn tuổi rồi, rồi xong xuôi mấy đứa nhỏ nó sợ bệnh, nó kêu đi học. Đi học đây á, vui với là khỏe. Có nhiều khi á, những cái mình đổ mồ hôi về nó không có tăng cân, không có thấy bệnh. Mình sẽ cử động toàn thân theo nhịp điệu, do đó tinh thần giảm stress. Rồi về cơ thể đó thì không có gặp những biến chứng như là tim mạch, đái tháo đường, cao huyết áp chẳng hạn. Lớp học khiêu vũ ở Trung tâm Văn hóa quận 3 thành phố Hồ Chí Minh được thành lập cách đây hơn 10 năm. Do đó, nhiều học viên đã có thời gian gắn bó với lớp học từ 4 tới 7 năm. Không phân biệt thầy trò, họ đến đây bởi lòng đam mê khiêu vũ và muốn tìm cảm giác vui vẻ, thư thái sau những giờ vừa học vừa chơi, mặc dù trước đó họ là những người chưa hề quen biết. Đó là cô ơi, vừa nãy là thấy là cô nhảy với một bạn nữ đúng không ạ? Không hiểu là nếu mà nhảy như vậy thì chắc là cô phải nhảy theo động tác của nam đúng không ạ? Đúng rồi, cô đi chân nam để cô dìu bạn nữ. À thế ạ, nếu mà đi chân nam thì nó khó hơn đi chân nữ không ạ? Dễ hơn chân nữ. Nam đầu dễ nữ à? À, thế chắc là bây giờ thì thầy cũng đang bận rồi, hay là cô thử hướng dẫn Mạnh Tùng một vài bước nhảy đi. Vừa nãy là Mạnh Tùng thấy là cô nhảy cha cha đúng không ạ? Mạnh Tùng vẫn nhảy nhảy nào. Tập như này thì bao giờ mình mới quen được các bạn nhảy không? Khoảng 2 tuần rồi đó. Cháu nhảy đẹp rồi đấy. Sao cháu không tới những cái câu lạc bộ mà có nhiều bạn trẻ như cháu á, mà tập đây bọn cô toàn người trung niên thôi. Quả thực là ngày hôm nay Mạnh Tùng đến để tìm hiểu một vài lớp khiêu vũ dành cho lứa tuổi trung và cao niên để giới thiệu cho hai bác họ ở nhà. Và Mạnh Tùng rất vui là ngày hôm nay đã có cô để hướng dẫn cho Mạnh Tùng một vài những điệu nhảy cơ bản, ví dụ như là cha 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 chẳng hạn, rất là thú vị. Và không hiểu là bình thường tập ở đây thì học phí bao nhiêu một tháng? Một tháng là 300, học 2-4-6, từ 8:30 đến 10:30. Bây giờ cũng đã đến giờ nghỉ rồi, cô đi về. Cô chúc cháu kiếm được một cái chỗ học là thật hợp lý cho hai bác ở nhà. Rất cảm ơn cô với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quả thực khiêu vũ không chỉ là một môn nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo, kết nối và nỗ lực, mà đó còn là một phương pháp tập thể dục dưỡng sinh vô cùng bổ ích. Tại thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều những câu lạc bộ để quý vị tập luyện, cũng như là khoảng thời gian khá linh hoạt, sáng chiều, hay là những câu lạc bộ, những nhóm tập vào buổi đêm ở những khu công viên rất là phù hợp với những người ở độ tuổi trung và cao niên, rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúc quý vị và các bạn sẽ tìm được một câu lạc bộ, một nhóm bạn phù hợp để chúng ta theo đuổi môn thể thao đầy bổ ích này.